Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, Việt Nam sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương án điều trị và kịch bản lớn hơn 10.000 người mắc. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay. Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tình hình dịch trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp, nhưng tại Việt Nam thì công tác kiểm soát dịch vẫn đang được thực hiện tốt. Cả nước đã qua 33 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp mắc được ghi nhận đều là các trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay. Dù vậy thì mọi biện pháp phòng chống dịch vẫn không thể chủ quan. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế cần tổng rà soát tất cả các cơ sở cách ly bao gồm cơ sở của quân đội, khách sạn và bệnh viện, về thực hiện nghiêm đúng các quy định cách ly và báo cáo trước ngày 30 tháng 5. Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 do COVAX cung cấp, Bộ Y tế cho biết đã có hơn 200.000 người nằm trong đối tượng ưu tiên của chính phủ được tiêm. Dự kiến đến ngày 5 tháng 5 sẽ hoàn tất việc tiêm đảm bảo không để lãng phí một liều vaccine nào. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vaccine là giải pháp cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế cần tìm các nguồn khác nhau để có vaccine tiêm phòng cho người dân. Về vaccine phòng COVID-19 đang nghiên cứu và phát triển trong nước, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vaccine giai đoạn 3. Mục tiêu là sớm có vaccine COVID-19 của Việt Nam để chủ động trong phòng chống dịch. Đại diện Cục Quân y cho biết, tuần qua đã có 16.607 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ 3 nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, trong đó thì có 483 trường hợp nhập cảnh trái phép. Về tình hình công dân Việt Nam tại Ấn Độ, chúng ta đã giải cứu được 1.000 người từ Ấn Độ về nước và hiện còn hơn 100 công dân đang sinh sống tại đây. Đại sứ quán sẽ thường xuyên liên lạc và sắp xếp để có thể sớm đưa các công dân này về nước. Bộ Y tế nhấn mạnh kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả, thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục chiến lược 5K cộng vaccine. Thưa quý vị, sáng nay đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang là địa phương không có đường biên giới giáp với các nước láng giềng đang báo động đỏ về dịch COVID-19. Tuy nhiên, các cửa ngõ vào địa bàn giáp với các địa phương có đường biên giới có nhiều trường hợp khác đến Tiền Giang, sau đó di chuyển đến các tỉnh thành lân cận, nên công tác phòng dịch, kiểm soát dịch ở đây luôn căng thẳng. Đến nay, Tiền Giang đã tổ chức nhiều đợt cách ly tập trung tại cơ sở y tế, khách sạn, cách ly tại nhà. Tại các cơ sở y tế đã tổ chức cách ly cho 50 người, trong đó 48 người đã hoàn thành cách ly, sức khỏe ổn định. Khó khăn lớn nhất của tỉnh Tiền Giang hiện tại vẫn là chưa thực hiện được xét nghiệm SARS-CoV-2 ở địa phương mà phải gửi lên Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 đến 3 ngày mới có kết quả. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo ngành y tế địa phương cần tiếp tục đảm bảo các biện pháp để không xuất hiện dịch bệnh, đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa quyết định sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và tuyến phố đi bộ trên địa bàn. Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức hội nghị sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch của thành phố, chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế và các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong khu vực đang diễn biến phức tạp. Hà Tĩnh là địa phương có nguy cơ cao khi có chung đường biên giới với Lào, hàng trăm ngàn lượt người xuất nhập cảnh mỗi năm. Để đảm bảo an toàn, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng tập trung tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ ngay tại khu vực biên giới, không để dịch bệnh thâm nhập vào nội địa, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ghi nhận của phóng viên VTC. Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh, dự kiến từ nay đến dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, số lượng công dân và du khách nhập cảnh vào Việt Nam sẽ gia tăng. Vì vậy, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được kích hoạt. Ngoài thực hiện các biện pháp 5K đối với tất cả các công dân trong và ngoài nước, tất cả các tài xế đều phải thực hiện nghiêm việc đổi lái và mặc đồ bảo hộ y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Tôi lên đây đổi lái từ nhận xe từ cửa khẩu ấy, thì thấy các quan ngành làm việc từ từng bước một, phải phòng tránh để khỏi nó lây lan lịch dịch. Từng bước một phải khẩu trang, bỏ bảo vệ y tế, đây là xịt khử trùng kia. Trước tiên thì bọn tôi phải tự bảo vệ cho bản thân nữa, phải lây lan cho cộng đồng. Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, đã có hơn 51.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trong đó, số người nhập cảnh gần 27.000 lượt, bàn giao cách ly y tế tập trung hơn 4.000 người. Dự báo số lượng này sẽ tăng đột biến vào thời gian tới. Hiện, ngoài khu vực cửa khẩu chính, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với quân sự, công an địa phương huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ, thành lập 25 tổ, chốt tại các đường mòn, lối mở, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Quán triệt triển khai cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quá trình đổi lái, đấy, thông báo cho lái xe và doanh nghiệp là khi đổi lái tất cả đều phải mặc đồ bảo hộ, đấy, khi ra vào cửa khẩu, kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch, triển khai các biện pháp phòng ngừa trong đơn vị và cũng như tuyên truyền với bà con nhân dân qua lại khu vực cửa khẩu để nhằm đảm bảo an toàn. Hiện nay cùng với là dịch cái dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì cái tình hình thì người dân đi lại cũng rất là đông, và thứ hai là tình hình dự báo là về nước cũng rất nhiều, do đó là chi cục đã chủ động các cái biện pháp như là bố trí cán bộ lực lượng trực hay là các cái cá trực phối hợp với các lực lượng chức năng trên khu vực cửa khẩu như biên phòng, kiểm dịch y tế, đảm bảo làm sao mà cái phong cách phòng dịch một cách tốt nhất. Xác định đây là giai đoạn phức tạp, dịch COVID-19 có thể bùng phát và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo việc quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly. Chuẩn bị sẵn sàng mở rộng đối tượng nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh, trên tinh thần phát triển nhưng phải đảm bảo an toàn. Đồng thời, hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.